Với các hộ chăn nuôi gà thì cần lưu ý đề phòng bệnh viêm đường hô hấp mãn tính. Bệnh xuất hiện quanh năm nhưng mà hay gặp nhất là vào lúc giao mùa như hiện nay, khi mà chuyển từ mùa mưa sang mùa khô, bởi thời tiết thay đổi liên tục, trời mưa nắng thất thường, đêm về sáng thì nhiệt độ giảm thấp, ngày thì lại nóng, khiến cho sức đề kháng của gà giảm sút. Dấu hiệu bệnh xuất hiện chỉ là ho, hắt hơi, dịch tiết từ mắt và mũi, khó thở. Tỷ lệ gà chết thì không cao nhưng mà làm giảm sản lượng và chất lượng. Mà thời tiết trong những ngày tới dự báo thì vẫn diễn biến thất thường. Sau một khoảng thời gian nắng mạnh thì từ ngày mai cho đến ngày 3 tháng 12, khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ xuất hiện mưa dông về chiều tối. Ban ngày thì trời có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình là từ 75 cho đến 88%. Và để phòng bệnh thì bà con hãy lưu ý một số khuyến cáo sau từ ngành nông nghiệp. Chuồng nuôi phải thông thoáng, không ẩm thấp. Mật độ gà vừa phải, không quá chật. Chế độ dinh dưỡng và chăm sóc nuôi dưỡng tốt. Vì bệnh lây truyền qua gà mẹ sang gà con qua trứng, nên cần phải loại bỏ các cá thể bị bệnh bằng cách cách ly gà bị bệnh với gà khỏe và thường xuyên vệ sinh, phun thuốc, sát trùng, chuồng theo đúng quy trình kỹ thuật, bổ sung các vitamin, khoáng chất và địa giải cho gà. Thuốc phòng đặc hiệu là Tylosin cho gà dưới 1 tuần tuổi, tiêm dưới da khi mà gà mới nở, hoặc là pha nước cho uống 3 đến 5 ngày liên tục.